Tôi muốn 10% từ thương vụ anh bán lan hạt. Đó. 10%. Sao tự nhiên lại vui tí thế nhỉ? Đây cho tôi biết lý do là 10% vô lý này từ đâu. Nói xem nào. Người ta bảo là tham thì tham vừa thôi. Anh tham quá thành quá đáng. Hả? Không hề quá đáng đâu. Mà là xứng đáng đấy. Anh nghĩ anh xóa hết dữ liệu camera là xong chuyện. Nhưng xin lỗi anh, tôi đã nhanh hơn anh một bước. Anh đã chậm. Mời anh xem. Sắc nét phải không? Thông minh. Thông minh. Anh Tuấn có biết là mấy người thông minh như anh là thường đi sớm không? Thật ra thì anh em làm việc với nhau bao lâu? Chẳng lẽ có mình anh muốn nắm thóp thôi à? Tôi cũng đâu chủ quan đến vậy. Đâu nhỉ? Cái gì? Cô gì? À, em thư ký của Lan Hà. Đâu? Đây rồi. Khách sạn này, resort này. Hả? Tranh thủ giờ chưa? Nhìn được đấy chứ hả? Tưởng tượng xem nào. Nếu mà vợ anh xem được mấy clip này thì thế nào nhỉ? Ê, hỏi thật là tình công sở thú vị không? Anh thích sâu cho ai thì cứ việc, tùy anh. Vợ tôi ấy không giống như vợ cũ của anh. Tới lúc bị đuổi ra khỏi nhà rồi mới biết chuyện gì đang diễn ra. Vợ tôi ấy, chuyện gì muốn biết cô ấy cũng đã biết. Chuyện gì cần làm, cô ấy cũng đã làm. Anh vui mừng hơi sớm đấy anh ý ạ. Đây anh, thỏa thuận đàm phán ly hôn đã xong, êm đềm và sòng phẳng. Không giống như vợ cũ của anh, kiện cáo loạn cả sới lên. Thế nên bàn tay thối của anh Nghĩa bây giờ thò ra lại không kịp nữa rồi. Clip này tôi có thể bán cho anh, hoặc cũng có thể bán cho vợ cũ của anh với một cái giá cực tốt. Anh cứ suy nghĩ đi nhé. Không ngờ chúng ta lại có những giây phút như thế này. Anh Nghĩa, chiến tướng. Thôi được rồi, 8% là con số cuối cùng. Nếu như mà anh vẫn tiếc rẻ, tôi e rằng chúng ta không thể hợp tác đôi bên cùng có lợi được. À, không ngờ có lúc chúng ta lại đối đầu nhau như thế này. Yeah. Thì đi theo anh bao nhiêu lâu không học được cái gì từ anh cũng hơi phí. Với lại đây tôi cũng đang là học mót của anh thôi mà, cũng phải cho mình một con đường phòng thân chứ. Làm sao có thể so bì được với lại mưu sâu kế xa của anh được, phải không? Được, tôi đồng ý. Ok, tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Chúng ta ai cũng biết mình sẽ được gì và mất gì sau vụ này. Cuộc sống dạy cho tôi thấy mình không kiểm soát được lòng trung thành của một ai đó, đặc biệt là lời hứa của một kẻ phản bội. Trước khi phản bội anh, tôi đã từng rất tin tưởng anh, cống hiến hết mình vì anh, là một phe cánh đắc lực cho anh. Nhưng đời mà. Tôi chờ tin vui từ anh và Đông Ba. Thế nhá.